Mày vô. Cho cảm giác ở nhà mới có sảng khoái hơn tí nào không? Sảng khoái nhiều. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian xem video của mình. Và mình hy vọng video này sẽ giúp được các bạn nào đó đang xây nhà để có một chút ý kiến, chọn những option phù hợp cho căn nhà mới của mình. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở một video sớm nhất.